Hi, welcome back to my channel, Stars Gregor. Stick man, it keep light you. Let go. Okay, vào từ cái tiếp theo, trường quân hồ đồ, lấy câu. Thank you.
Trong thời gian này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm 8 quyển sách. Quyển sách đầu tiên này, tôi đi xung quanh, trong đây thì sẽ có Slenderilla và Grandi và đứa con của Slenderilla. Không biết là đó là đứa con hay là gọi là một con quái vật mà bà ta đã nuôi. Và trong này nếu mà các bạn số đen sẽ gặp phải và các bạn sẽ phải chạy thoát khỏi nó và thoát khỏi Grandi trong đây. Nó rất hung dữ luôn, nhìn thấy các bạn là nó sẽ tiêu diệt các bạn ngay. Có tiếng bước chân của nó nhưng mà mình không biết ở bên trái bên phải. Nó đang đi tìm mình. Đó thì các bạn sẽ đi xung quanh để tìm kiếm những quyển sách, cũng như các bạn sẽ tìm kiếm để thoát ra khỏi nơi này, thoát khỏi một nơi khá là kinh khủng và đáng sợ. Ok, và mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Let's go. Giỏi chứ. Mình cứ tưởng bà ta đi theo cái đường kia của mình, ai ngờ bà ta lại vòng ngược lại để bắt mình. Wow. Ok, và tôi cái tiếp theo, Slenderia Free Person. Trong tôi cái này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm tất cả 6 món đồ. Let's go.
Ok, và các bạn sẽ đợi update, sau đó thì sẽ vào game. Let's go. Ở trong Roblox này thì có rất là nhiều tựa game khác nhau các bạn nhé. Các bạn có thể chọn và yêu thích tựa game nào thì các bạn có thể chơi. Ok. Đang update rồi. Mình thì mình yêu thích những tựa game có thể là chiến thuật, bay nhảy gì đó rất là hay. Ồ, mới update rồi. Wow, nhảy qua cái này khá là khó khăn. Ồ, yeah. Let's go, tiếp tục. Có một anh chàng đã đến level thứ 2316 luôn. Wow. Chúng ta đúng là một bro. Chạm vào đó đi à? À, chạm vào ở dưới là đi. Các bạn sẽ phải nhảy trên nền xanh này. Wow. Lại đâu? Lấy câu. Sang bên này luôn. Oh my god. Ok. Qua từ cái tiếp theo. Dear Rush. Let go. Hello.
Okay, hvor er det gennem dit her? Hold og galav til det tjue. Læg op. Trong thời gian này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm những món đồ, sau đó thì sẽ phá hủy căn cứ của ông ta. Căn cứ của ông gã hẹp. Đây là một nơi mà ông ta đã chuyên giam giữ những con người. Và sau đó thì sẽ tra tấn đánh đập. Một nơi khá là rộng rãi luôn. Và đây căn cứ mà một mình ông ta xây sửa. Rất là hoành tráng. Tiếp tục mình sẽ đi sâu vào trong này. Sau đó các bạn sẽ lắp lưỡi cưa vào một chiếc máy khoan.
Oh my gosh. Wow.